lạ mắt với rồng đen bằng gáo dừa tại Bến Tre. Một con rồng đen được làm bằng gáo dừa vừa được trưng bày tại tỉnh Bến Tre khiến dân tình thích thú. Nhiều người gọi đây là hắc long duy nhất của năm Giáp Thìn 2024. Theo ghi nhận, hắc long được trưng bày trên vỉa hè đoạn trước Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đồng Khởi, BIDV Đồng Khởi. Ông Trương Minh Tấn, Giám đốc BIDV Đồng Khởi cho biết con rồng được làm chủ yếu từ chất liệu cây dừa. Được một người dân Bến Tre, đồng thời là một khách hàng của ngân hàng BIDV Đồng Khởi tặng. Linh vật rồng dài 3,8m, cao 2,3m, đế ngang 1,8m, dũng mãnh đứng trên bản đồ Bến Tre. Đầu hướng về phía đông tượng trưng cho khát vọng của tỉnh. Toàn bộ vảy rồng được làm từ gáo dừa, râu rồng được làm từ sơ chỉ dừa, còn răng, móng được làm bằng gỗ dừa rất sắc sảo. BIDV Đồng Khởi đã tiếp nhận và tiến hành lắp đặt, bố trí thêm lúa, hoa dừa để tạo nên một cảnh trí đẹp mắt. Mọi người dân có thể đến để chụp ảnh, lưu lại hình ảnh đẹp trong dịp Tết Nguyên Đán 2024. Ông Trương Minh Tấn cho biết, ngoài ra, phía dưới chân rồng còn có những tiểu cảnh nhỏ như cây lúa, bãi bồi hướng ra biển đông và một mô hình ba người đang chụm vào nâng một trái dừa thể hiện cho ba dải cù lao. Cù lao Bảo, cù lao Minh, cù lao An Hoa. Lạ mắt với rồng đen bằng gáo dừa tại Bến Tre. Một con rồng đen được làm bằng gáo dừa vừa được trưng bày tại tỉnh Bến Tre khiến dân tình thích thú. Nhiều người gọi đây là hắc long duy nhất của năm Giáp Thìn 2024. Theo ghi nhận, hắc long được trưng bày trên vỉa hè đoạn trước Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đồng Khởi, BIDV Đồng Khởi. Ông Trương Minh Tấn, Giám đốc BIDV Đồng Khởi cho biết con rồng được làm chủ yếu từ chất liệu cây dừa. Được một người dân Bến Tre, đồng thời là một khách hàng của ngân hàng BIDV Đồng Khởi tặng. Linh vật rồng dài 3,8m, cao 2,3m, đến ngang 1,8m, dũng mãnh đứng trên bản đồ Bến Tre. Đầu hướng về phía đông tượng trưng cho khát vọng của tỉnh. Toàn bộ vảy rồng được làm từ gáo dừa, râu rồng được làm từ sơ chỉ dừa, còn răng, móng được làm bằng gỗ dừa rất sắc sảo. BIDV Đồng Khởi đã tiếp nhận và tiến hành lắp đặt, bố trí thêm lúa, hoa dừa để tạo nên một cảnh trí đẹp mắt. Mọi người dân có thể đến để chụp ảnh, lưu lại hình ảnh đẹp trong dịp Tết Nguyên Đán 2024. Ông Trương Minh Tấn cho biết, ngoài ra, phía dưới chân rồng còn có những tiểu cảnh nhỏ như cây lúa, bãi bồi hướng ra biển đông và một mô hình ba người đang chụm vào nâng một trái dừa thể hiện cho ba dải cù lao. Cù lao Bảo, cù lao Minh, cù lao An Hóa và cũng là đại diện nhà đầu tư, người dân, nhà nước.